chào quý vị khán giả cùng toàn thể các vị gia chủ. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Xuân. Hiện tại thì tôi đang là tư vấn phong thủy của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Hôm nay ở video này thì tôi sẽ chia sẻ cho các vị gia chủ cùng quý vị khán giả một vật phẩm mang lại ý nghĩa là may mắn cũng như là tài lộc và sức khỏe bền vững cho gia chủ, rất thích hợp cho cái việc trang trí cũng như là trưng bày ở phòng thờ, phòng khách và phòng làm việc của chúng ta. Đó chính là cây phong thủy tài lộc. Đây chính là cái cây tài lộc của chúng ta. Hay còn đây. Cây tài lộc này thì có ý nghĩa là mang lại may mắn cho gia chủ cũng như là về cái công việc cũng như là sự nghiệp của gia chủ được thăng tiến và bền vững và giúp cho gia chủ có một cái sức khỏe dồi dào cũng như là về phần khí thì giúp cho ngôi nhà của chúng ta mang lại nhiều vượng khí, trừ tà và loại bỏ những cái khí xấu hoặc là những cái âm khí không tốt cho gia chủ. Bởi vì là cây phong thủy này thì được làm từ đá thạch anh, quý vị nhá. Đây chính là những cái viên đá thạch anh. Nó có rất là nhiều trường khí tốt giúp cho gia chủ được hanh thông về tài lộc và những cái công việc làm ăn của chúng ta được suôn sẻ và tốt đẹp nhất. Và cái cây tài lộc này rất phù hợp cho những cái gia chủ nào mà muốn tạo dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, đối tác cũng như là với sếp của chúng ta, thì chúng ta có thể dùng cái cây tài lộc này để tặng cho những đối tác đó, có thể là để trưng bày ở bàn làm việc hoặc là ở phòng khách của những cái đối tác đó thì rất là tốt. Đấy. Cây tài lộc này thì nó sẽ hợp với từng mệnh của gia chủ. Đối với những cái gia chủ mà chúng ta mệnh mộc thì chúng ta có thể dùng cây tài lộc màu tím hoặc là màu xanh. Cây tài lộc màu tím thì đại diện cho thủy, thì lấy thủy dưỡng mộc rất là tốt, sẽ tạo ra những cái sinh khí tốt và những cái trường năng lượng tích cực giúp cho ngôi nhà của gia chủ được bền vững và giúp cho gia chủ có những cái hợp đồng cũng như là những cái công việc thuận lợi. Đấy. Và đối với những thành viên trong gia đình thì có những sức khỏe tốt và con cái thì có thể là học hành sáng suốt và hanh thông. Đấy, đây chính là cái cây tài lộc màu tím đại diện cho mệnh thủy nhá. Đấy, những cái gia chủ nào mệnh mộc cũng có thể dùng được những cái cây này, dùng rất là tốt. Đấy, còn hoặc không thì nếu mà chúng ta không thích màu tím thì chúng ta có thể dùng màu xanh. Màu xanh lá cây ạ. Đấy ạ. Cây tài lộc màu xanh lá cây này thì sẽ là tương hợp với những gia chủ mệnh mộc, bởi vì đại diện màu xanh lá cây chính là đại diện cho mệnh mộc, nó sẽ là tương hợp. Đấy. Đây cũng có thể là dùng màu xanh cốm. Đấy ạ. Màu xanh cốm cũng rất là tốt. Đấy, đấy là đối với những cái gia chủ mệnh mộc. Đối với những gia chủ mệnh hỏa thì chúng ta lại có thể dùng cây thạch anh màu hồng tương hợp. Đây, đây chính là cây tài lộc thạch anh màu hồng. Đấy, đó đại diện cho mệnh hỏa tương hợp. Khi mà dùng cái cây này thì chúng ta cũng có những cái may mắn trong công việc cũng như là sức khỏe của chúng ta được bền vững, đồng thời sẽ sinh khí, tạo khí tốt cho gia chủ. Tiếp theo, nếu mà gia chủ không thích màu hồng thì chúng ta cũng có thể dùng cây thạch anh màu xanh lấy mộc dưỡng hỏa. Đây ạ, hai cây thạch anh màu xanh này cũng rất tốt cho những cái gia chủ mệnh hỏa nhé. Lấy mộc sinh hỏa thì nó sẽ dưỡng cái khí cho ngôi nhà được hanh thông và tốt đẹp, đồng thời sẽ luân chuyển những cái khí đó giúp cho gia chủ bền vững trong sức khỏe và có nhiều tài lộc trong những cái công việc làm ăn của chúng ta. Ngoài ra, những cái gia chủ nào mà không thích chọn một màu thì chúng ta có thể chọn những cái cây tài lộc ngũ sắc. Đây chính là cây tài lộc ngũ sắc. Đấy, nó có 5 màu đại diện cho ngũ hành: kim, mộc, thổ, thủy, hỏa. Đấy, thì những gia chủ dùng cây tài lộc ngũ sắc này cũng có những cái tác dụng tương tự đối với những cây tài lộc theo mệnh nhé, các vị gia chủ nhé. Tiếp theo, đối với những gia chủ mệnh thủy thì chúng ta có thể dùng cây tài lộc màu tím. Đây, cây tài lộc thạch anh màu tím. Đây ạ. Đó. Đây. Nó đại diện cho mệnh thủy, nó sẽ tạo ra sự tương hợp bền vững. Nếu mà gia chủ không thích màu tím thì chúng ta có thể dùng cây thạch anh màu vàng là mệnh kim, thì sẽ lấy kim sinh thủy dưỡng cho cái khí thủy đó được tốt đẹp và được suôn sẻ cũng như là hanh thông. Đấy, tạo nên cái dưỡng khí rất là tốt và giúp cho gia chủ sinh khí cũng như là dậy khí cho ngôi nhà rất là nhanh.
Đấy, loại bỏ được những cái tà khí, trường khí xấu để cho chúng ta có những cái sức khỏe dồi dào và bền vững nhất, giúp cho công việc của chúng ta cũng như là công việc học tập của con cái được hanh thông và sáng suốt. Đấy. Đối với những gia chủ mệnh thổ thì chúng ta có thể dùng cây thạch anh ngũ sắc hoặc là cây thạch anh màu vàng hoặc là màu vàng nâu. Đấy, tương tự như thế. Tất cả những cái gia chủ kim, mộc, thổ, thủy, hỏa thì đều dùng được cây thạch anh, cây tài lộc thạch anh ngũ sắc nhé, quý vị nhé. Đấy, còn đặc biệt theo mệnh thì chúng ta sẽ thường thì những gia chủ mới làm nhà mới hoặc là những cái gia chủ để trưng bày phòng thờ đấy thì chúng ta nên sử dụng những cái cây sinh mệnh cho chúng ta. Ví dụ lấy mộc dưỡng hỏa thì chúng ta sẽ dùng cây thạch anh màu xanh lá cây hoặc là xanh cốm để dưỡng cho cái mệnh thủy của chúng ta được tốt đẹp và được bền vững nhất. Còn những cái gia chủ nào mà dùng cây thạch anh tài lộc đấy để trưng bày phòng khách thì chúng ta có thể dùng những cái cây tương hợp để tạo ra những cái khí phù hợp nhất cho gia chủ. Ví dụ như cây màu tím thì là đại diện cho mệnh thủy, thì chúng những cái gia chủ mệnh thủy mà muốn dùng cây thạch anh tài lộc ấy thì chúng ta sẽ dùng để trưng bày phòng khách thì chúng ta sẽ dùng cây màu tím. Đấy. Đối với những cái gia chủ mà muốn cho công việc của chúng ta được hanh thông và ký được nhiều hợp đồng cũng như là chúng ta muốn được thăng quan tiến chức thì chúng ta có thể dùng cây tài lộc thạch anh đặt ở bàn làm việc, và chúng ta sẽ đặt ở bên trái bàn làm việc của chúng ta, bởi vì bên trái bàn làm việc chính là bên thanh long, bên đó luôn luôn động, thì khi mà bên động đó được điều hòa khí thì chúng ta sẽ có những cái trường khí tốt đấy, và có thể là hút được tài lộc cho chúng ta rất là tốt. Đối với những gia chủ mệnh kim thì chúng ta dùng cây thạch anh màu vàng đấy, hoặc là chúng ta dùng cây thạch anh màu vàng nâu rất là tốt. Ngoài ra thì chúng ta cũng có những cái cây thạch anh màu trắng đại diện cho mệnh kim. Những cái cây thạch anh này khi mà chúng ta trưng bày ở phòng khách hoặc là phòng thờ và phòng làm việc của chúng ta thì nó mang lại nhiều may mắn. Cây thạch anh tài lộc này hay còn gọi là cây thạch anh may mắn đấy, vì nó đã nguyên cái tên của nó đã mang lại những cái điều may mắn cho chúng ta rồi. Lưu ý một phần là cây thạch anh tài lộc này thì chúng ta không nên sử dụng đặt ở két sắt là một này, thứ hai là đặt ở phòng ngủ của chúng ta, thứ ba là cây thạch anh này không nên đặt ở bàn bếp, có thể đặt ở bàn ăn của chúng ta cũng có thể đặt được, nhưng bàn bếp thì tuyệt đối không nên đặt cây thạch anh tài lộc này. Đấy, bởi vì là cây thạch anh tài lộc này giúp cho chúng ta hút được những cái tài khí may mắn cũng như là những cái dương khí tốt, mà trong cái bàn bếp của chúng ta thì lại có rất là nhiều khí hỏa, khí nóng sẽ lấn át đi những cái khí tốt và những cái điều may mắn đó đi. Ngoài ra ở phòng ngủ chúng ta cũng thế, chúng ta cần phải có những cái khí tĩnh, mà cái cây tài lộc này thì sẽ luôn luôn chuyển khí cho chúng ta khi mà hoạt động đấy. Vì thế nên là khi mà chúng ta đặt ở phòng ngủ đấy thì nó sẽ làm mất đi những cái trường khí tĩnh của chúng ta, và chúng ta sẽ không có những cái giấc ngủ bền vững và không có những cái giấc ngủ sâu đấy. Khi mà chúng ta đặt cái cây tài lộc này ở két sắt thì nó cũng không hợp, bởi vì cây tài lộc là những cái cây mang lại may mắn cũng như là mang lại sức khỏe và dưỡng khí cho chúng ta, mà ở cái két sắt đấy thì chúng ta cần phải có những cái khí mang lại nhiều về lộc đấy. Ngoài ra thì tức là cái khí lộc, ví dụ như bàn két sắt thì chúng ta có thể đặt thiềm thừ hoặc là đặt những cái đồng xu cổ, nó đại diện chuyên cho tiền tài đấy, nhưng mà cái cây tài lộc này nó đại diện cho phần may mắn nhiều hơn, vì thế nên là chúng ta hạn chế đặt ở két sắt đấy. Như vậy thì hôm nay thì tôi đã giới thiệu xong cho quý vị khán giả cũng như là các quý vị gia chủ về cái cây tài lộc thạch anh đấy. Nếu như quý vị nào có thắc mắc gì thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi. Hiện tại thì công ty của chúng tôi có một kênh phong thủy Pizento và một trang web phong thủy nhà ở, chia sẻ những cái kinh nghiệm cũng như là đưa những cái vật phẩm giúp cho chúng ta giải hóa và trấn trạch ngôi nhà của chúng ta đối với những cái nhà không hợp hướng, hoặc là khi mà chúng ta đã xây nhà lên và chúng ta cảm thấy nó không hợp cũng như là có những cái khí xấu thì chúng ta có thể tham khảo những cái kinh đó để chúng ta có thể biết được và trấn trạch cũng như là giải hóa được những vấn đề đấy của chúng ta. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo.